Ngày 20 tháng 3, tại Hội trường Thanh niên, Cơ quan Tỉnh đoàn, số 12, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh giai đoạn 2024-2025. Theo đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai vận động chức sắc tăng đi trẻ và thanh thiếu nhi Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vận động nguồn lực tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh. Đại diện hai đơn vị đã ký các chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2025.